Chào tất cả mọi người nha. Một ngày mới với bếp chai kỳ duyên của mình. Một ngày mới an lành, hạnh phúc, tâm được an lạc, trí tuệ sáng suốt. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cùng ăn một ngày chay nữa. Thì mình làm một món ăn sẽ rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ nhưng rất là bổ dưỡng. Là món bắp cải, mình sẽ trộn dưa chua. Mình sẽ làm bắp cải trộn chua. Thì đây là bắp cải trắng. Và đây là bắp cải tím. Mình sẽ làm hai loại bắp cải. Nếu không có bắp cải tím thì mình sẽ làm bắp cải trắng không thôi. Ngày hôm nay mình có hai loại bắp cải cho nên mình sử dụng hai loại luôn nha mọi người. Rồi, khi mình rửa sạch sẽ rồi, mình sắt xong mình sẽ luộc lại. Mình sẽ trụng nước sôi nha. Đây là nước sôi. Khi mình để vô rồi thì mình đợi nước nó nóng, nó sôi trở lại thì mình sẽ lấy ra. Mình chỉ trụng cho nó vừa giòn thôi, nó chở mình, không có để cho nó chín. Thì đây là nguyên liệu để mình trộn. Đây là nguyên liệu để mình trộn dưa cải chua. Thì hôm nay mình sẽ trộn một dĩa dưa cải chua để ăn liền. Nếu mình làm mình để vô keo để dành ăn thì mình không cần trộn đậu hũ. Đây là hũ kỳ tươi mình chiên. Nhưng ngày hôm nay cái bữa ăn này mình sẽ làm để ăn liền. Cho nên cái chế biến của mình ngày hôm nay là gồm có dưa leo, cà chua, củ đỏ. Mình sẽ làm một dĩa dưa chua thật là bắt mắt và đẹp để ăn trong bữa cơm buổi sáng của gia đình mình nha mọi người. Mình sẽ sơ chế rau củ. Mình sắc thì vừa miếng ăn hết. Củ đỏ, dưa leo. Hai người ăn mình có thể mình làm một trái dưa leo được rồi, và một trái cà chua. Cắt cho thiệt là mỏng nha. Bởi vì mình trộn gỏi, mình trộn mỏng luôn cho nó. Rồi. Mình sẽ cho vào một chút đường. Bởi vì mình gia đình mình không có ăn ngọt đường cho nên mình chỉ thêm đường để dằn lại thôi. Và đây là nước cốt của trái hạnh. Mình có thể sử dụng là nước chanh hay hoặc nước giấm. Nhưng mình thấy là nước hạnh này nó ngon nhất cho cái khâu mình trộn gỏi nha các bạn. Rồi, như vậy thì bắp cải của mình nó đã nóng lên và cái độ chín nó cũng đã vừa đủ rồi. Mình cho nó chín quá nó sẽ không giòn. Rồi, nhìn rất là đẹp đúng không mọi người? Màu sắc của bắp cải tím và bắp cải trắng nó hòa quện với nhau rất là đẹp. Mình xé cho nó ra cho nó đều. Mình sắt hồi nãy mình không có trộn cho nó đều ra. Mình làm cho nó đều để nó thấm gia vị. Rồi mình sẽ cho một muỗng bột ngọt nhỏ vừa thôi. Và một muỗng hạt nêm. Tùy mình muốn nêm hạt nêm hay là mình muốn nêm nước tương gì cũng được. Nhưng mà cái này mình nêm hạt nêm nha. Có khi cái mùi của nước tương mặn có người thì ăn được, có người thì người ta không thích ăn nha mọi người. Cho nên mình có thể nêm hạt nêm thay thế cho nước tương.
Rồi đây là ớt. Ớt mình ớt bằm xay ra, mình ngâm với tỏi. Tỏi, nước tương, nước đường, nước giấm. Đường giấm. Rồi, tiếp tục là mình sẽ cho bắp cải. Bắp cải mình trụng xong rồi nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không mọi người? Rồi như vậy khâu cuối cùng thì chúng ta sẽ đổ nước hạnh nước hạnh cho thật đều. Xong mình chỉ trộn lên. Mình có thể mang bao tay vô để mình trộn cho nó đều nha. Nó mau thấm gia vị thì mình sẽ dùng một cái bao tay bằng nhựa để mình trộn lên cho nó nhanh đều nha mọi người, thì nó gọt nữa, nó không bị đổ tháo nhiều. Giờ đây là hành mình đã sấy. Củ hành, tỏi, hành lá mình đã sấy cho nó vàng. Mình sẽ rưới vào một chút. Cái hương vị hành lá sấy, hành tỏi sấy nó sẽ làm tăng cái hương vị đặc biệt cho cái món bắp cải trộn dưa chua này của mình nha. Bắp cải trộn chua. Rồi mình sẽ ăn thử nha. Rất là vừa ăn, ngon tuyệt vời, nhanh ngọn lẹ. Mình cho ra dĩa nha mọi người, rất là hấp dẫn. Một cái món ăn vô cùng đơn giản, vô cùng bổ dưỡng và nhanh, dễ làm. Thì cái món này mình sẽ ăn kèm với cơm. Và mình sẽ ăn với bánh mì cũng ngon. Và có thể là mình làm cái món để mà mình ăn tráng miệng cũng ngon nữa đó mọi người. Mình cảm giác rất là ngon. Không phải đồ của mình làm mà mình khen nha. Nhưng mà nó là cái món đồ ăn không có xa xỉ. Nhưng mà rất là bổ dưỡng và ngon. Vô cùng tuyệt vời phải không mọi người? Những cái món ăn chay mà mình chế biến từ gia đình, tự tay của mình làm, mình rất là tâm đắc vì điều đó. Bởi vì một, mình phục vụ cho gia đình của mình, cho người thân của mình những món ăn ngon mà từ cái tâm của mình đã làm ra. Hai nữa, nó gom đầy đủ ý nghĩa của một cái sự ăn chay thanh khiết, làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh, nhẹ nhõm. Trong cái thế giới đầy biến động, muôn màu, muôn vẻ, động loạn của thời buổi đời mạt pháp này. Cho nên chỉ là một đĩa ăn đơn giản là bắp cải, rau, củ quả thôi mà mình đã trở thành một món ăn rất là tuyệt vời. Thậm chí theo mình nghĩ là trong nhà hàng thì một cái dĩa đồ ăn như thế này khoảng hàng trăm ngàn đồng đó các bạn. Cho nên với cái tâm mình siêng một chút, mình chế biến cho gia đình mình cùng thưởng thức. Nó vừa rẻ tiền, vừa bổ, vừa ngon, vừa rất là thanh tịnh và an lạc thân tâm. Rồi, mọi người cùng chế biến với mình, cùng thưởng thức với mình. Chúc các bạn thành công nha. Và một ngày mới đầy hạnh phúc, an vui. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới nha các bạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, hào quang của Đức Phật A Di Đà, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứu khổ cứu nạn, soi rọi hào quang cứu độ chúng sanh tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ, nguyện chúng sanh hòa bình thế giới, bỏ ác theo thiện, ai cũng được cơm no áo ấm, mọi người cùng hướng về con đường Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, cứu khổ khắp chúng sanh bốn ân ba cõi, A Di Đà Phật.